Lời Phật dạy về làm từ thiện Một khái niệm làm từ thiện trong Phật giáo Làm từ thiện trong Phật giáo không chỉ đơn thuần là hành động giúp đỡ người khác mà còn là một phần của việc tu tâm dưỡng tánh Theo lời Phật dạy, từ thiện là biểu hiện của lòng từ bi và trí tuệ Nó không chỉ giúp người nhận mà còn làm trong sạch tâm hồn của người cho Hai, những nguyên tắc cơ bản trong làm từ thiện Lòng từ bi là từ bi là tình thương vô điều kiện đối với tất cả chúng sinh. Khi làm từ thiện, chúng ta không phân biệt đối xử mà đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Trí tuệ. Làm từ thiện phải đi đôi với trí tuệ. Chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận để hành động từ thiện thực sự có ích và không gây hại. Vô ngã à, anatta. Làm từ thiện không phải để nhận lại sự khen ngợi hay lợi ích cá nhân. Chúng ta nên thực hành từ thiện một cách vô ngã không dính mắc vào kết quả. Ba các hình thức làm từ thiện, tài thí, đây là việc bố thí tài sản vật chất như tiền bạc, thực phẩm, quần áo. Quan trọng là tâm ý khi bố thí phải trong sạch, không vì lợi ích cá nhân. Pháp thí là việc chia sẻ kiến thức, giảng dạy Phật pháp. Đây là hình thức từ thiện cao quý vì giúp người khác hiểu và tu tập theo con đường đúng đắn. Vô úy thí là việc đem lại sự an tâm giải trừ nỗi sợ hãi cho người khác. Đó có thể là việc bảo vệ, an ủi hoặc giúp đỡ trong lúc khó khăn. 4. Lợi ích của việc làm từ thiện Tâm thanh tịnh, làm từ thiện giúp tâm hồn trong sạch, giảm bớt tham, sân si. Nghiệp lành, hành động từ thiện tạo ra nghiệp lành, mang lại quả báo tốt đẹp trong hiện tại và tương lai. Kết nối xã hội, làm từ thiện giúp tạo ra một xã hội đoàn kết, yêu thương và chia sẻ, phân tích chi tiết. một lòng từ bi từ bi đối với mọi chúng sinh phật dạy rằng lòng từ bi không chỉ dừng lại ở con người mà còn mở rộng ra tất cả chúng sinh điều này khuyến khích chúng ta yêu thương và chăm sóc động vật bảo vệ môi trường sống từ bi không điều kiện lòng từ bi sự là khi chúng ta giúp đỡ mà không mong cầu bất cứ điều gì đáp lại đây là lòng từ bi vô điều kiện giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi những mong muốn ích kỷ trí tuệ. Trí tuệ trong hành động từ thiện. Trước khi làm từ thiện, chúng ta cần hiểu rõ nhu cầu thực sự người nhận để tránh việc giúp đỡ một cách vô ích hoặc gây hại. Ví dụ, việc cho tiền người nghiện có thể không giúp họ cải thiện cuộc sống mà còn làm tình hình tệ hơn. Giáo dục và tư vấn. Bên cạnh việc giúp đỡ vật chất, từ thiện còn bao gồm việc giáo dục và tư vấn để người nhận có thể tự cải thiện cuộc sống của mình. 3. Ở vô ngã làm từ thiện không vì lợi ích cá nhân phật dạy rằng mọi hành động từ thiện nên xuất phát từ lòng chân thành không nhằm mục đích khoe khoang hay tìm kiếm sự tôn vinh điều này giúp chúng ta giữ tâm thanh tịnh và không bị dính mắc vào khen ngợi hay phê phán không chấp trước vào kết quả sau khi làm từ thiện chúng ta không nên chấp trước vào kết quả hay hay mong đợi sự trả ơn điều quan trọng là chúng ta đã gieo hạt giống thiện lành còn kết quả sẽ tự nhiên đến theo nghiệp báo. Kết luận. Làm từ thiện theo lời Phật dạy là một hành động cao quý và ý nghĩa, giúp chúng ta phát triển lòng từ bi, trí tuệ và vô ngã, đây không chỉ là việc giúp đỡ người khác mà còn là phương tiện để tu tập và hoàn thiện bản thân. Bằng cách thực hành từ thiện đúng đắn, chúng ta không chỉ tạo ra lợi ích cho xã hội mà còn đạt được sự thanh tịnh và an lạc trong tâm hồn.